Kính thưa quý vị, sau đây là một số tin nóng đáng chú ý và tôi đến từ tin nóng Cà phê 24 giờ. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ thông tin bà Phương Hằng phản ánh bị hành hung. Phải phá dỡ cầu xóm bóng Nha Trang để xây lại cầu mới. Cục hàng không đề xuất chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay nếu có xét nghiệm âm tính. Đề xuất xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Xét xử vụ cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nhận hối lộ 5 tỷ từ Vũ Nhôm. Và sau đây là một số thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang làm rõ thông tin bà Phương Hằng phản ánh bị hành hung. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự báo cáo làm rõ vụ việc bà Phương Hằng phản ánh bị hành hung. Theo thông tin, không có chuyện bà Hằng bị hành hung, hai bên chỉ lớn tiếng qua lại. Ngày 18 tháng 10, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu phòng cảnh sát hình sự PC02 báo cáo làm rõ vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng 50 tuổi, tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Đại Nam phản ánh bị nhóm người hành hung khi đến làm việc ở phòng PC02 ngày 16 tháng 10. Theo nguồn tin, không có chuyện bà Hằng bị nhóm luật sư của ông Võ Hoàng Yên, 46 tuổi hành hung, hai bên chỉ lớn tiếng qua lại. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 10, tại cuộc live stream trên mạng xã hội, bà Hằng nói trong buổi làm việc tại cơ quan Công an thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề kiện tụng ngày 16 tháng 10, ông Võ Hoàng Yên và 4 luật sư, 2 nam 2 nữ đi cùng đã hành hung bà. Bà Hằng nói thời điểm đó chỉ có một công an trong phòng, người này phải gọi thêm công an đến giúp. Bà Hằng cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu Công an thành phố Hồ Chí Minh trích xuất từ camera và gửi đến Bộ Công an, các cấp lãnh đạo để làm sáng tỏ vụ việc. Ngày 17 tháng 10, người được bà Hằng nêu tên trong livestream cho biết, ngày 16 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh mời các bên lên làm việc về nội dung bà Hằng tố cáo ông Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở phòng PC02, có ông Yên, luật sư Kính và 3 luật sư khác bảo vệ cho ông Yên. Phía bà Hằng có một luật sư, bà Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, chồng bà Hằng. Tuy nhiên, luật sư Kính khẳng định không có việc bà Hằng bị hành hung như nội dung bà livestream trong buổi làm việc diễn ra từ 8 giờ 30 phút sáng đến khoảng 13 giờ, 14 giờ thì kết thúc. Phải phá dỡ cầu xóm Nha Trang để xây dựng lại cầu mới. Cầu xóm bóng nổi tiếng bên di tích Tháp Bà, Ponaga gắn bó với thành phố du lịch Nha Trang hơn nửa thế kỷ qua sắp được tháo dỡ để xây lại cầu mới. Chiều ngày 18 tháng 10, thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho biết, tỉnh vừa giao Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang các đơn vị liên quan chuẩn bị mặt bằng để bố trí cho đơn vị thi công làm bãi đúc đầm và chạm trộn bê tông phục vụ dự án xây dựng tại cầu xóm bóng thuộc quốc lộ 1C xuyên qua địa bàn thành phố Nha Trang. Cầu xóm bóng bắc qua sông Cái, bên di tích Tháp Bà Ponaga ở phía Bắc, được hình thành từ khá xa xưa. Ban đầu chỉ là cầu tre, gỗ nối trung tâm thành phố phía Bắc, nằm ở giai đoạn cuối gần cửa sông đổ ra vịnh Nha Trang. Đến năm 1968, cầu xóm bóng được xây dựng thành cầu bê tông cốt thép, sau đó một năm thì thế cầu được hoàn thành, đưa vào sử dụng cho đến nay được khoảng 52 năm và đã nhiều lần sửa chữa. Lần sửa chữa gần đây nhất khoảng vào tháng 7 năm 2019. Theo ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa xây dựng, cầu xóm bóng do Bộ Giao thông Vận tải quyết định đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn vay ưu đãi của chính phủ Hàn Quốc và giao cho Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư. Về thiết kế kế hoạch, ông Dần cho biết cầu xóm bóng cũ hiện nay sẽ được phá dỡ toàn bộ để xây lại cầu mới hoàn toàn, mở rộng hơn về phía hạ lưu sông Cái, tức ở phía đông cầu hiện tại. Phạm vi giải tỏa cầu để xây dựng, hai cầu mới chỉ khoảng 1.000 m2. Vào năm 2016, tỉnh Khánh Hòa nhận được lại hai phương án thiết kế cầu xóm bóng mới với tổng vốn đầu tư dự kiến 9,16 triệu USD để xem xét thỏa thuận. Theo cả hai phương án trên, đều phá dỡ cầu xóm bóng cũ để xây lại cầu mới có chiều dài tương đương với cầu hiện tại là gần 310 m. Còn bề rộng của cầu xóm bóng mới được thiết kế xây dựng tăng lên thành 19 m, cầu hiện tại chỉ rộng 11 m. Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa đề nghị xây dựng cầu mới rộng 22 m. Theo đơn vị quản lý, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa sử dụng các dự án được triển khai, dự kiến quý 4 năm 2021, Sở sẽ tổ chức phân luồng giao thông, đóng cầu xóm bóng để phục vụ việc phá dỡ cầu này và xây dựng cầu mới. Cục Hàng không đề xuất chưa tiêm vaccine vẫn được đi máy bay nếu có xét nghiệm âm tính. Đó là đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam trong dự thảo luận quy định tạm thời để tiếp tục triển khai các đường bay nội địa, chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 vừa trình Bộ Giao thông Vận tải ngày 18 tháng 10, theo quy định thí điểm từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 10.
Năm 2021, hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine COVID-19, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng, có kết quả xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay. Tuy nhiên, trong dự thảo lần này, điều kiện hành khách được đi máy bay của Cục Hàng không đề xuất theo hướng thoáng hơn cụ thể. Hành khách cư trú, lưu trú trước khi chuyến bay, hành khách xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế ở vùng phong tỏa, chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72 giờ trước thời điểm khởi hành chuyến bay. Các hành khách khác cần đáp ứng một trong ba yêu cầu. Có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine, có giấy chứng nhận khỏi bệnh COVID-19, không quá 6 tháng trước khi khởi hành chuyến bay, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi thời điểm khởi hành chuyến bay. Hành khách đi máy bay phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển giao cho đại diện hãng hàng không, làm thủ tục hàng không check-in tại điểm xuất phát theo mẫu. Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, rát họng, đau mất vị giác. Kết thúc chuyến bay trong quá trình di chuyển từ sân bay về nơi cư trú, lưu trú, hành khách luôn thực hiện quy định 5K, sử dụng ứng dụng PC COVID để hạn chế dừng và không tiếp xúc nơi đông người. Hành khách chủ động thông báo với chính quyền địa phương nơi cư trú, lưu trú, tự theo dõi sức khỏe và thực hiện theo quy định cụ thể của từng địa phương về các biện pháp phòng chống COVID-19 kể từ ngày về địa phương. Cục Hàng không cũng đề xuất kế hoạch khai thác từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2021 theo hướng tăng dần các chuyến bay thay vì một chuyến khứ hồi trên một ngày mỗi chuyến bay như hiện nay. Cụ thể, đường bay Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đà Nẵng, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại khai thác không quá 6 chuyến mỗi ngày. Mỗi chiều từ 21 tháng 10 đến 14 tháng 11 năm 2021 và tăng lên không quá 7 chuyến mỗi ngày, mỗi chiều từ ngày 15 đến 30 tháng 11 năm 2021. Các đường bay khác khai thác không quá 4 chuyến mỗi ngày. Tần suất khai thác của mỗi hãng hàng không trên từng chặng bay sẽ được tăng thêm một chuyến trên ngày vào các thời điểm từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 15 tháng 11. Nếu hệ thống sử dụng ghế trung bình, trên chặng bay đó có toàn bộ các hãng hàng không trở lên trong vòng 7 ngày, trước đó đạt từ 75% trở lên. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày áp dụng, Cục Hàng không Việt Nam đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương và trên cả nước, đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác phù hợp. Đề xuất xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sáng ngày 18 tháng 10 tại kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thứ 3 khóa 10, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trình tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị xem xét thực hiện xây dựng quá trình đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài theo Ủy ban nhân dân thành phố dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và giảm tải cho quốc lộ 22. Đây sẽ là tuyến giao thông xuyên Á kết nối các trung tâm kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu, các đô thị của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, các đơn vị đầu mối cảng biển, cảng hàng không quốc tế và khu vực kinh tế ASEAN. Dự án cũng nhằm phát huy lợi thế các tuyến cao tốc đã và đang được đầu tư xây dựng trong khu vực, góp phần nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế xã hội của khu vực và đảm bảo an ninh quốc phòng. Theo tờ trình, dự án nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, bắt đầu từ đường vành đai 3 thuộc huyện Củ Chi, tuyến đi song song với quốc lộ 22 hiện hữu, đoạn cuối kết nối vào quốc lộ 22, khu vực cửa khẩu Mộc Bài. Theo quy định, mặt cắt ngang qua đoạn địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 8 làn xe, đoạn còn lại trên địa bàn tỉnh Tây Ninh có 6 làn xe, chiều dài toàn tuyến khoảng 50 km, qua đoạn Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 23,7 km và 26,3 km qua địa phận tỉnh Tây Ninh. Dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT, nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn ngân sách của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh. Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 15.900 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giai đoạn 1 dự kiến từ năm 2021-2025. Xét xử vụ cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo nhận hối lộ 5 tỷ đồng từ Vũ Nhôm, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo Nguyễn Duy Linh với cáo buộc của Viện Kiểm sát về việc nhận hối lộ 5 tỷ từ Phan Anh Vũ. Từ ngày 18 tháng 10, thông tin từ Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với ông Nguyễn Duy Linh về tội nhận hối lộ, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm về tội đưa hối lộ cho Hồ Hữu Hòa về tội môi giới hối lộ. Phiên tòa xét xử được mở vào ngày 5 tháng 10 do thẩm phán Nguyễn Xuân Vân làm chủ tọa, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại tòa là hai ông Nguyễn Đức Bằng và Nguyễn Thanh Lâm.
Ông Nguyễn Duy Linh và Hồ Hữu Hòa cùng có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Vũ có 4 luật sư bào chữa. Tòa án cũng triệu tập 4 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đăng Luân, Hoàng Nam Trung, Nguyễn Tuấn Anh và Bùi Thế Sự. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố Phan Văn Anh Vũ, 46 tuổi, thường trú tại Đà Nẵng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam, 79 về tội đưa hối lộ, truy tố bị can Hồ Hữu Hòa, 37 tuổi, quê ở Nghệ An, về tội môi giới hối lộ. Ông Nguyễn Duy Linh, cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, năm 2017, Vũ bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an điều tra về hành vi sai phạm trong vụ án làm cố ý lộ bí mật nhà nước và hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất, đất công sản tại thành phố Đà Nẵng và một số địa phương khác. Do lo sợ bị pháp luật xử lý, Phan Văn Anh Vũ nhờ Hồ Hữu Hòa tiếp cận với ông Nguyễn Duy Linh để nhờ giúp đỡ tìm hiểu thông tin. Sau khi tiếp cận nhờ ông Linh giúp đỡ, trong quá trình bị xử lý, Phan Văn Anh Vũ đã bỏ trốn sang Singapore. Việc bỏ trốn xuất phát từ việc Linh thông tin cho Vũ biết có thể bị khởi tố bắt giam. Cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu, chứng cứ và xác định được toàn bộ diễn biến của sự việc, của các hành vi đưa nhận hối lộ, môi giới hối lộ giữa Phan Văn Anh Vũ và Nguyễn Duy Linh, Hồ Hữu Hòa. Động cơ mục đích thực hiện hành vi phạm tội, các bị can phù hợp với diễn biến sự việc của Vũ bỏ trốn khi biết thông tin sẽ bị khởi tố. Bị cáo Hòa có vai trò trung gian, nhận túi quà 5 tỷ từ Vũ để chuyển cho ông Linh. Bị cáo Nguyễn Duy Linh biết rõ Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình bị Tổng cục Tình báo xem xét xử lý, biết rõ mục đích của Vũ muốn nhờ giúp nên đã nhiều lần trao đổi và nhận tiền của Vũ. Qua quá trình điều tra, Phan Văn Anh Vũ thay đổi lời khai, còn Nguyễn Duy Linh không nhận tội. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã thu thập các tài liệu, chứng cứ hoàn toàn khách quan, phù hợp diễn biến sự việc, phù hợp với động cơ mục đích của người đưa hối lộ, người môi giới hối lộ và người nhận hối lộ. Viện kiểm sát cho rằng đủ căn cứ xác định Phan Văn Anh Vũ đã chuyển 5 tỷ đồng cho Hồ Hữu Hòa để đưa cho Nguyễn Duy Linh. Hòa đã đưa túi tiền này cho Nguyễn Tuấn Anh, là cán bộ cấp dưới của ông Linh, rồi thông qua trợ lý chuyển đến phòng làm việc của cựu Phó Tổng cục trưởng. Kết quả điều tra xác định ông Linh đã nhận được túi tiền này. Bị can Nguyễn Duy Linh ngay từ đầu ngoan cố không khai nhận tội, phủ nhận toàn bộ sự việc. Nhưng khi cơ quan điều tra có đủ căn cứ chứng cứ, Linh mới thừa nhận có việc liên quan và quen biết, quan hệ với anh Phan Văn Anh Vũ, có nhận quà nhiều lần nhưng không thừa nhận là tiền. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan điều tra đủ cơ sở khẳng định hành vi phạm tội của các bị can như đã nêu. Viện Kiểm sát đánh giá các bị can phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây dư luận bất bình, làm suy giảm niềm tin vào cơ quan của nhà nước. Vì vậy, cần xử phạt nghiêm khắc để có các tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Số tiền đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ là 5 tỷ đồng, phải tịch thu sung quỹ nhà nước. Viện Kiểm sát nêu quan điểm trong cáo trạng.